Chào mừng anh em đã đến với NT Studio. Nếu như tầm này anh em đang cần tìm một chiếc iPhone phải có màn hình lớn, phải có những trải nghiệm ngon tuyệt vời nhất, 14 Plus á, bỏ qua đi, không giòn đâu. Đây mới là chiếc iPhone mà anh em nên chú ý tới, iPhone 13 Pro Max. Một con iPhone có đầy đủ tất cả những thứ bạn cần trong một cái phân khúc giá nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi anh em đã có một con máy có viền thép, có lưng nhám, có màn hình 120Hz và hơn thế nữa. Còn những gì thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì nó vẫn sẽ là giá tiền khi mà chúng ta so sánh với những chiếc như là iPhone 14 mới này hay là iPhone 14 Plus mới này, thì con iPhone 13 Pro Max này mức giá của nó sẽ nằm hơi giữa một tí. Cụ thể thì các bạn có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Hay là chúng ta cũng sẽ có thêm một vài những option khác như iPhone 13 Pro hiện nay giá cũng thơm. Quay trở lại với iPhone 13 Pro Max thì con máy này nó thơm như thế nào, nó ngon như thế nào thì có lẽ là bạn cũng đã tham khảo được rất nhiều video rồi chứ chẳng cần mình phải nói. Nhưng mà tất nhiên khi mà đi vào video thì mình vẫn sẽ phải chia sẻ đến các bạn về những thứ thơm to. Thứ nhất thì các bạn sẽ có một cái ngoại hình nó không hề bị lỗi thời tí nào trên chiếc iPhone 13 Pro Max. Bởi vì cái mặt lưng này á, nó là cái mặt lưng đang hiện diện trên chính chiếc iPhone 14 Pro Max. 14 Pro Max thì chủ yếu là cái cụm camera của nó sẽ to ra tí thôi, thì nó sẽ có phần nó hơi thô nhẹ một tí so với kích thước cụm cam của iPhone 13 Pro Max lên. Nhìn kiểu như này nó lại cân đối và nó lại hoàn mỹ đấy chứ. Quay ra với màn hình của iPhone 13 Pro Max thì ở đây vẫn sẽ là một cái màn hình được thiết kế theo kiểu cũ, tức là các bạn vẫn sẽ có màn hình thiết kế tay thỏ kích thước 6.7 và độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền Super Retina XDR OLED. Trải nghiệm về hiển thị, độ sáng tương phản hay giải màu khi mà chúng ta sử dụng ở nhiều những môi trường khác nhau ấy thì nó vẫn ngon, nó vẫn tuyệt vời và nó không thua kém so với những cái tấm nền trên những chiếc iPhone đời mới hiện nay, ví dụ như 14 Pro hay là 14 Pro Max. Nó sẽ chỉ thua thiệt một tí về cái độ sáng màn hình thôi khi mà cái độ sáng tối đa của 13 Pro Max nó chỉ lên được là 1200 nit. Thế nhưng tất nhiên nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đó quá lớn. Quan trọng một điều đấy là màn hình này nó vẫn sẽ mang tới cho chúng ta màn hình ProMotion 120Hz tần số quét. Như vậy thì trong tất cả những cái trải nghiệm mà các bạn nhìn, các bạn vuốt, các bạn sử dụng để chơi game hay là các bạn làm nọ làm kia, bất kể một cái tác động nào trên màn hình này thì nó đều mang tới cho các bạn một cái trải nghiệm đã và mượt cực kỳ. Và một cái điểm mà mình cũng rất thích trên màn hình của iPhone 13 Pro Max hay là trên những cái chiếc máy của Apple có màn hình ProMotion, đấy là nó hỗ trợ cho chúng ta full 120Hz ở trong tất cả các app, từ những app mặc định của máy hay là cho tới những app bên thứ ba. Đây chính là cái ưu điểm của màn hình ProMotion trên những chiếc máy nhà Apple. Bởi vì khi mà chúng ta quay sang những chiếc máy Android thì có một vài dòng máy cũng có màn hình tần số quét cao, có 90Hz, 120Hz. Nhưng khi mà các bạn đi vào một số những ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như YouTube chẳng hạn, thì nó sẽ tự động hạ cái tần số quét xuống chỉ còn 60Hz mà thôi. Đơn cử như một vài máy của Oppo, các bạn cứ vào YouTube, các bạn lướt trên màn hình mà xem, nhìn nó lag thôi rồi luôn, bởi vì nó sẽ tự động hạ xuống 60Hz. Đó, thế nên với một chiếc máy có màn hình tần số quét cao mà nó còn hỗ trợ chúng ta hết tất cả các app nữa thì nó là điều tuyệt vời. Có một cái điều mà các bạn sẽ quan tâm ở thời điểm này, đấy là màn hình của 13 Pro Max bây giờ nó có dễ bị sọc hay không, nó có dễ bị lỗi hay không. Thì cái vấn đề này đơn giản thôi, bởi vì cái lỗi màn hình trên những chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max bây giờ nó đã được công nhận. Nên khi mà các bạn đi mua ở bất kỳ cửa hàng nào, ở bất kỳ đại lý nào, bạn nên hỏi lại một lần là cửa hàng đó có chấp nhận cái vấn đề màn hình bị sọc và sẽ bảo hành cho các bạn khi mà gặp vấn đề đó hay là không. Nếu có thì là ngon, bởi vì theo như mình biết á, có khá nhiều cửa hàng sẽ nhận bảo hành những chiếc iPhone bị sọc màn hình cho các bạn, uy tín. Thế nên vấn đề về màn hình cũng không cần phải suy nghĩ quá nha. Tiếp tới một cái vấn đề nữa, đó chính là hiệu năng của iPhone 13 Pro Max ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy này như chúng ta đã biết, nó sẽ có Apple A15 Bionic, các bạn sẽ có 6GB RAM và chúng ta sẽ có 128GB bộ nhớ trong phiên bản tiêu chuẩn nhất. Và cái con chip này, cái phiên bản chip này, nó đang được hiện diện trên chính iPhone 14, 14 Plus. Thì các bạn cũng đủ hiểu là nó còn tốt đến cỡ nào thì Apple mới quyết định mang cái con chip của một dòng iPhone cũ hơn lên chiếc iPhone đời mới để tiếp tục sử dụng trong những năm sau đó. Hoàn toàn ngon lành, từ những cái tác vụ mà các bạn sử dụng hàng ngày hay khi mà các bạn sử dụng nó để chơi game, những tựa game như kiểu Genshin Impact cũng không thành vấn đề, hay là các bạn có thể chơi những tựa game thoải mái hơn, ví dụ như PUBG Mobile Max Setting chẳng hạn, cũng ngon lành luôn. Chủ yếu chơi Genshin Impact thì các bạn sẽ chú ý một chút về cái vấn đề đấy là khắc phục cái nhiệt độ cho nó, thì không có gì phải suy nghĩ trên hiệu năng của con máy này cả. Với iPhone 13 Pro Max
Thì đây là con máy đã ra mắt được hơn 1 năm nên về cái vòng đời của nó sẽ bị giảm đi hơn 1 năm. Các bạn sẽ có khoảng tầm gần 4 năm cập nhật nữa mà thôi. Không biết là các bạn thấy với gần 4 năm thì nó có đủ dùng hay là không, chứ theo như mình thấy thì nó quá là dư rồi. Bởi vì với nhu cầu sử dụng của một người bình thường ấy thì chúng ta sẽ có khoảng chừng 3 năm thay máy một lần, hay thậm chí nhanh hơn là khoảng 2 năm là thay máy một lần. Còn đối với những người như mình muốn có được những trải nghiệm mới qua từng năm thì mỗi năm mình đổi một máy, nên cái thời gian cập nhật như thế này nó là quá lâu dài cho một người sử dụng. Cuối cùng là về camera đi. Thì với iPhone 13 Pro Max mà các bạn bảo chụp đẹp chỉ đứng số 2 của nhà Apple thì chắc chắn số 1 sẽ là 14 Pro, 14 Pro Max. Đây là điều không thể nào mà sai được, bởi vì những con máy kia nó sẽ được nâng cấp về cảm biến lớn hơn, độ phân giải cao hơn, kích thước điểm ảnh to hơn để thu sáng tốt hơn. Nhưng đây cũng không phải là một cụm camera có kích thước xoàng, bởi vì nó cũng sẽ có kích thước điểm ảnh lên tới 1.9 micromet. Và trong hầu hết những cái trải nghiệm mà mình chụp hình á, dù cho các bạn chụp điều kiện đầy đủ sáng này, các bạn chụp HDR này, hay là các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng, thì màu sắc, giải tương phản hay là chi tiết nó thu lại vẫn cực kỳ ngon để cho các bạn có thể dễ dàng hậu kỳ về sau. Đặc biệt khi mà các bạn sử dụng cái ống kính ultra wide trên iPhone 13 Pro Max để có thể chụp ảnh phong cảnh khi mà đi du lịch á, chi tiết mang lại vẫn rất ngon. Đây là một điều mà mình rất thích trên cụm camera của những chiếc máy đến từ nhà Apple. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một điều nữa mà mình tin rằng là với những bạn yêu thích nhiếp ảnh di động, mà đặc biệt là đối với những bạn thích chụp macro á, thì con iPhone 13 Pro Max này nó sẽ cho phép các bạn lấy nét ở một cự ly gần hơn trên cái camera chính. Mình không nói tới cái tính năng chụp macro nha, bởi vì khi mà chuyển sang camera macro nó sẽ tự động nhảy qua camera ultra wide để nó chụp, nên là cái khả năng bóc tách nền của nó, cái khả năng xóa phông tự nhiên của nó sẽ bị kém đi. Mình đang nói về cái camera chính này thì cái khoảng cách lấy nét của cái camera chính này nó khá gần, nên khi mà chúng ta chụp macro bằng camera chính để có mối chi tiết tốt hơn và một cái khả năng xử lý ảnh tốt hơn ấy, thì con máy này nó vẫn sẽ nhỉnh hơn cả so với bọn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, bởi vì cái khoảng cách lấy nét của bọn này nó khá là xa, các bạn sẽ phải để ở tầm này cơ. Nên đối với những bạn thích chụp macro, đây sẽ là một trong những con máy rất phù hợp. Hoặc nếu như muốn ngon hơn nữa thì mua 14 Pro và kết hợp thêm lens macro nó cũng sẽ ngon, nhưng mà nó sẽ hơi cồng kềnh đúng không? Kiểu gì kiểu cùng camera này nó vẫn sẽ có những ưu điểm riêng. Còn về khả năng quay video chống rung thì chẳng có điều gì để mà phàn nàn trên con iPhone 13 Pro Max này cả. Nếu mà so sánh với thế giới smartphone Android thì cũng chưa có con nào có thể ăn lại được cái khả năng chống rung trên iPhone 13 Pro Max. Nếu nói thua thì nó sẽ chỉ thua duy nhất 14 Pro và 14 Pro Max mà thôi. Tổng kết lại, với rất nhiều những ưu điểm mà mình đã kể ra vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng là đây vẫn là một chiếc máy có rất nhiều những ưu điểm đáng để chúng ta có thể bỏ tiền ra sở hữu vào cuối năm 2022. Và đặc biệt nếu như các bạn muốn an toàn hơn nữa thì có thể tham khảo thêm một vài những cái mẫu iPhone 13 Pro Max chính hãng VNA hiện nay thì mức giá của nó cũng rất là thơm. Còn các bạn thấy sao về iPhone 13 Pro cũng như 13 Pro Max ở thời điểm hiện tại? Hãy comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn đừng quên để lại like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.